Người phụ nữ này mỗi khi khóc thì sẽ có mi ống chảy ra từ mắt, hương vị không chỉ ngon mà còn có thể gây nghiện, thật là một năng lực đáng ngưỡng mộ, nhưng sự thật liệu chỉ có bấy nhiêu. Mary là một người thất nghiệp, hiện đang sống nhờ vào tiền chu cấp của nhà nước. Kể từ khi cha qua đời, mẹ cô chuyển đến sống cùng, khiến cuộc sống của Mary đang khó khăn, nay càng thêm khốn khó. Trong một lần đi xin việc bất thành, Mary trở về nhà, nhân tiện ghé vào một cửa hàng tiện lợi mua một ít vật dụng, nhưng đến khi tính tiền thì trong ví chỉ còn có vài xu. Mary đành cắn răng trả lại tất cả những gì mình đã lấy, rồi thất thiểu trở về nhà, cứ tưởng mọi thứ đã kết thúc, nhưng không, đợi cô ở nhà là những hóa đơn, chưa được thanh toán khiến người phụ nữ tội nghiệp suy sụp. Một người thất nghiệp, sống cùng với một người già và một con chó. Số tiền chi trả là quá lớn, nay đã vượt ngoài khả năng của cô, khiến người phụ nữ trẻ không còn cách nào khác ngoài khóc. Bất ngờ thay, một sợi mì bỗng rơi trên mặt bàn khiến Mary vô cùng bối rối, nhất là khi nhận ra thứ đó đã rơi ra từ chính mắt của cô. Mary sau đó nếm thử sợi mì trong sự tò mò, hương vị của nó quả thật ngon đến không tưởng. Vậy là vấn đề ăn uống của hai mẹ con đã được giải quyết, nhưng Mary đâu chỉ muốn như vậy. Sáng ngày hôm sau, cô mang món mì của mình đi bán. Không ngoài dự liệu, tất cả mọi người đều rất yêu thích món mì của cô, mà mỗi khi bán hết hàng, Mary chỉ cần đi đến một góc và khóc. Khách hàng ngày một đông hơn, nhu cầu mì ống của ngày một nhiều, bất chấp nguồn gốc của chúng khiến Mary lại một lần nữa cháy hàng. Mary tiếp tục sử dụng cách cũ để sản xuất mì nhưng không may cho cô, rằng cuộc sống quá may mắn khiến Mary căn bản không thể khóc được nữa. Bất chấp cô dùng mọi cách như dập ngón chân, xem phim Hàn Quốc hay thậm chí là làm đổ cho cốt của cha, cô vẫn không thể khóc. Ngay vào thời khắc đó, chú chó của cô xuất hiện, lập tức trở thành vật tế thần. Mary nảy ra ý tưởng mang chú chó vào rừng và bỏ mặc nó ở đấy, đúng như Mary mong đợi, cô cuối cùng cũng khóc. Nguồn cung mì ống đã quay trở lại, các khách hàng lại ngày một kéo đến. Điều này diễn ra trong nhiều ngày và tên tuổi món mì của cô ngày một vang xa. Không lâu sau đó, Mary nhận được một lời mời hợp tác kinh doanh món mì thần kỳ của mình từ một nhà đầu tư nổi tiếng. Nhưng trái với lẽ thường, người phụ nữ trẻ lại cảm thấy lo lắng cho những lần khóc tiếp theo của mình. Vài tháng trôi qua, cửa hàng của hai người cuối cùng cũng khai trương, số lượng khách hàng quả thật nhiều không tưởng. Trong khi vị đồng nghiệp đang bận phục vụ khách bên ngoài, thì ở bên trong nhà bếp, Mary đang đứng ở đó. Bên dưới là một loạt những đĩa thức ăn chứa đầy mì ống, tất cả đều đang chờ được phục vụ. Đối diện với cô gái lúc này là ảnh của chú chó tội nghiệp mà cô đã bỏ rơi, như một phương pháp khiến Mary có thể khóc mỗi khi cô muốn. Kinh hoàng hơn, phương án dự phòng cũng đã được chuẩn bị, ảnh của mẹ cô cũng có ở đó. Điều này có nghĩa là gì? Hãy comment bên dưới bình luận để mọi người cùng biết nhé. Mình là King Review, đừng quên like cùng đăng ký để ủng hộ bọn mình ngày một phát triển hơn. Cảm ơn mọi người rất nhiều.